Với những ưu điểm nổi trội so với các giống vật nuôi truyền thống về thời gian khai thác lâu dài, giá trị kinh tế cao, đầu ra thuận lợi, mô hình nuôi hươu sao lấy nhung được nhiều nông dân trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên lựa chọn là hướng phát triển kinh tế tiềm năng. Tiêu biểu như trang trại chăn nuôi hươu sao của anh Ngô Đức Thắng, thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão, cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Trang trại của anh Ngô Đức Thắng có diện tích hơn 800 m², được đầu tư hệ thống chuồng trại khoa học khép kín. Hiện trang trại có tổng 140 con hươu, trong đó có 110 con hươu đực đang cho khai thác nhung hươu và 30 con hươu cái sinh sản. Mặc dù chi phí đầu tư con giống ban đầu cao, nhưng hươu sao là loài động vật dễ chăm sóc, ít dịch bệnh, kỹ thuật chăn nuôi không quá phức tạp, nguồn thức ăn dễ kiếm, có thể tận dụng các loại lá cây sẵn có ở địa phương như cà rốt, thân cây chuối, cỏ và các loại lá cây nên tiết kiệm chi phí chăn nuôi. Không chỉ đem lại giá trị kinh tế cao so với những giống vật nuôi truyền thống, hươu sao có ưu điểm nổi bật là hiệu quả khai thác lâu dài và bền vững. Hươu trưởng thành có thể cho thu hoạch nhung từ 15 đến 20 năm. Trung bình mỗi cặp nhung hươu thương phẩm nặng khoảng 700g đến 1.200g với giá lộc nhung thương phẩm từ 15 triệu đến 18 triệu đồng 1 kg. Thị trường tiêu thụ rất thuận lợi do nhu cầu về nhung hươu ngày càng tăng cao, không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Anh Thắng cho biết, nhung hươu được coi là dược liệu quý và được người tiêu dùng ưa chuộng, vì thế nhiều khách hàng tìm đến gia đình để đặt hàng. Nhung hươu được sử dụng để chế biến thành nhiều sản phẩm như cao nhung hươu, rượu nhung hươu, viên nang nhung hươu, với giá thành cao và được nhiều người ưa chuộng. Chỉ tính riêng thu hoạch nhung hươu, mô hình của anh Thắng đã đem lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh nuôi hươu lấy nhung, hiện trang trại của gia đình anh Thắng còn nuôi thành công đàn hươu cái sinh sản để cung cấp hươu giống ra thị trường. Qua thực tiễn cho thấy, mô hình nuôi hươu lấy nhung bước đầu mang lại thu nhập cao, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho người dân địa phương.